Bị ngã mà đứng dậy là một chiến thắng. Duy nhất bị đối thủ phản đòn bằng kỹ thuật Block Counter Left Hook. Cảm giác dính đòn nặng và ngã trên sàn đấu quốc tế One Championship là một áp lực lớn trước người hâm mộ. Duy nhất đã không làm mọi người thất vọng bằng một quyết định tỉnh táo trong lúc hỗn loạn. Đầu tiên, Duy nhất muốn nắm dây đài để đứng dậy ngay sau đó để thể hiện tinh thần nhà vô địch. Nhưng chỉ trong tích tắc, Duy nhất đã thay đổi quyết định và ngồi lại tại chỗ để tận dụng 8 giây đếm quý báu để phục hồi. Với mục đích là chiến đấu đến cuối cùng. Nếu đứng dậy ngay sẽ không phục hồi được mà chỉ làm tình huống tệ hơn. Như trong trận Mike Tyson đánh bại đương kim vô địch Travel Burbick. Burbick cố gắng đứng dậy ngay sau đó, nhưng đã không tiếp tục thi đấu được. Duy nhất đã bình tĩnh trong lúc hỗn loạn nhất, ngồi tại chỗ tận dụng 8 giây đếm để phục hồi và đứng dậy được sau 8 giây. Chỉ là 8 giây thì vẫn chưa đủ cho Duy nhất để phục hồi, nên trọng tài đã cho ngưng trận đấu để bảo vệ Duy nhất, vì rốt cuộc đây cũng chỉ là thể thao. Duy nhất đã thể hiện được sự bình tĩnh và sẵn sàng chiến đấu đến cuối cùng, một tinh thần đáng được khâm phục và tôn trọng. Tinh thần đó cũng được đối thủ Dennis Curran thể hiện sự tôn trọng. Một hình ảnh đẹp của hai chiến binh sau một trận chiến trên sàn đài. Sự tôn trọng là văn hóa của võ thuật. All day, every day.